đây là thời gian giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Ban tổ chức hiện tại đã có phát các phiếu thu thập thông tin để tất cả các khán giả có thể giao lưu với CEO Nguyễn Phương Hằng. Thì tất cả mọi người có nhu cầu đặt câu hỏi, chúng ta vui lòng viết ra giấy theo như ban tổ chức đã cung cấp và nộp lại ban tổ chức ạ. Xin cảm ơn.